Hello, xin chào cả nhà. Thì hôm nay cũng khá là lâu thì mình chưa có đăng video về bông trang của mình. Thì hôm nay nhân dịp năm mới và hôm nay là mùng 2 Tết thì mình lên mình kính chúc tất cả các bạn thời gian qua đã theo dõi kênh YouTube Thế Giới Làng Gừng của mình và những bạn sắp sửa xem kênh của mình thì luôn vui vẻ sức khỏe, phát tài phát lộc. Và năm mới thì nhà nhà đều an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Thì bây giờ mình sẽ quay cái bông trang cẩm thạch của mình. Tết này nó đang ra hoa. Mời các bạn cùng xem nha. Đây là hai cây bông trang cẩm thạch của mình đã có búp hoa. Thì cây bông trang này đã được một đọt có búp. Và anh bên đây thì cũng có một búp. Đó, chuẩn bị là qua Tết là hai cây này sẽ trổ lên hoa rất là đẹp cho các bạn xem. Thì đây là mấy cái cây bông trang cẩm thạch của mình. Bạn nào yêu thích bông trang cẩm thạch, muốn sở hữu thì hãy comment ở bên dưới thì mình sẽ liên hệ và giao tận nơi cho các bạn. Đặc biệt cây bông trang cẩm thạch thì nó đẹp cả về lá lẫn hoa. Thì vài bữa nữa là cái bông hoa này sẽ nở rộ lên thì mình sẽ review lại cho các bạn xem. Hôm nay thì hai anh này lên búp. Đây. Đó. Dưới này thì chưa có búp nha các bạn. Mình được hai cây có búp. Rồi, bạn nào muốn sở hữu hai cây này thì cũng comment bên dưới cho mình biết để mình liên hệ lại. Rồi, mình quay sơ lược một vòng cho các bạn xem. Thôi mình kết thúc video ở đây. Một lần nữa năm mới mình kính chúc tất cả các bạn có một năm thật là an khang thịnh vượng và vạn sự như ý, làm ăn phát tài phát lộc. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của bạn Thế Giới Làng Gừng. Bye bye cả nhà.